Do you drink a can of coffee or you make it by bao Tôi đang book bay chỗ tôi sẽ nineteen tàu đổ. I send message. Sorry, bao okay then pardon, you said about the drinking. Yeah, I like drinking. What? Yeah, I like drinking. Tôi thích uống uống cà phê, uống trà, uống bia. Có bị caru tôi nên Không. có có Yeah. bị kén. This from my young brother, and then he gave me this coffee. This is Americano, American style. Cappuccino. No, home cappuccino. Just Americano, the black coffee, the American style black coffee. Okay, then yesterday we told a story. I told a story about two brothers, and then you told the story about stepmother, right? And then I listen again on YouTube. Let's see. Office, a small office, and there's usually a rich Can you listen? Yeah. bóng bay cái bạc nhà ta. Usually station to tell to the fish, and the fish they are here at this same time, and they are is the right. Okay, so you can keep talking about the story, and then the step mother didn't give good food to stepdaughter, father's daughter, right? When she came back, only one fishy, right? Yeah, and keep telling me, and then we keep doing. And so Yeah. when the stepdaughter and her daughter grow up and Yeah. they become beautiful Lady. beautiful lady, and they're here in the Alice. they're here Talking. a new in a village, and as Village. a bring they want to get married with a beautiful girl, Yeah. and their rebel is but stepmother they don't want stepdaughter go to join party when the the message for Yeah, baby girl. lock up at house, yes, maybe. And she met the stepmother. They even they mess rye and corn or bean together, and they tell to stepdaughter book out. Don't make it together. Book out the corn to the corn or the bean or the rice. And so the
stepdaughter, they cry, and so the animal, the bus, they hear about that, and they have a step daughter, they beat a corn or rice or bean, help to the step daughter, and so the step daughter they have the time to join the party when the prince the whole on party. Looks like story about there's many kind of story in Korea, is the same as a similar one, Kongjipachi, and then similar stories with the step mother and then daughter, and also the Cinderella, Cinderella, the Western story, Cinderella. a little similar Cinderella, right? I think all the country they are the same, the same Similar, yeah, same similar stories. story when they study while childhood, just the translate to a different language. Anyway, so you can try to say again in Vietnamese. I'll listen. After then, I will tell and two brothers story in Korean. You listen, and then you say in Korean, I say in Vietnamese, okay? Now and then you talk the story in Vietnamese. Vâng, để em sẽ nói đầy đủ câu chuyện cổ tích này trong tiếng Việt. Nó có tên là truyện Tám Cám, tức là ngày xưa có một cô gái tên là Tám sống cùng với mẹ kế trong tiếng Việt gọi là mẹ kế, còn trong tiếng Anh gọi là stepmother, và em gái tên là Cám. Tám. Tắm và Cám. Tắm là step daughter name. Cám là Mother's daughter. real name Mother's of daughter. the Quite, quite. woman. Con cái Mỗi ngày thì con cái tắm là phải làm tất cả công việc nhà, còn cám là con ruột nên không cần phải làm việc gì hết, được mẹ yêu. Người mẹ thì rất là yêu thích con gái của mình nên không cần phải làm việc gì hết, chỉ có cám là con mẹ con phải phải làm việc hết. Thì trong một ngày nọ thì có sự kiện là một hoàng tử là con của vua, Prince of King of Song, King thì tổ chức cho tất cả mọi người phụ nữ of để hold on a party for many song. women in the village. Thì tổ chức sự kiện cho những người phụ nữ để tham gia và muốn Cái tìm kiếm một người thích hợp thông. để kết hôn. Cái thông. Nhưng mà tắm thì bị mẹ ghét nên không cho đi tham gia. Không tham Thì gia. Mẹ, 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 stepmother, stepmother mẹ. And they has a stepdaughter very much, and they don't want stepdaughter join the party. They can và tắm thì nhờ cung cá mà khi khi cô ấy bắt when they catch a fish and they write every day, and so the fish have her has a beautiful dress to join party, but the
met corn, bean, rye together in sauce. So the stepmother went to the tắm, they book out. Okay, walking. They working. Thì tắm, cry out because don't have the time to join. Tam cốt cốt Khóc, cô ấy ok khóc. ok tam có bị họ thể không không thời gian để cha lễ Đi hội tham gia tham lễ gia lễ hội. hội lễ hội Khi cô ấy khóc thì có những chú chim swallow swallow come and help her book con bin right book out and Sao she has chưa 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 the time to join có thể tham gia party là vậy. party. When she joined party and she had a chance to meet a prison, Prince but là hoàng tử giả hoàng hoàng tử, tử hoàng tử but when she joined the party, she fall out the shoe, dài Nhai shoe shoe su dạ sinh ban sinh ban để phò Simba là tiếng Việt là gì? là dài Lên dài lên dài dài đôi dài đôi dài. gì đôi dài đôi dài ok ok lost and đôi dài So the party very crowded and the prison can find her just find only sinh ban. So hoàng tử muốn tìm người mang vừa đôi giày. So prison want to find the owner of the sinh ban. So if you wear suitable this shoes, he will get married with the girl. But tất cả các cô gái trong làng thì không không ai mang vừa hết. The village woman cannot wear suitable Not suitable because of this the food là big. Food shoe. food tiếng Việt là gì? Là chăng. Lệch trang là lớn. Đúng rồi. Okay. Only she can wear suitable this shoe and Only she fit the shoe. Tiếng Việt là gì? Cao tiếng Việt. chỉ cô ấy mang vừa đôi giày này thôi. Tí cô ấy mang vừa thời gian hơi. Chỉ cô ấy đúng cô ấy thôi, chỉ có mình cô ấy Món mang cô vừa ấy. đôi giày. Tôi dạy. Ok. Và the end of story, so the prison get married with her and there has a beautiful life. That's a good story about a cao chen đẹp cao chen là được Maybe I think you have been here the story similar before in your country. and then in our country is the story about Kongji Pachi this famous story Kongji is like the girl from father Pachi the girl from stepmother mother. So Pachi is greedy, Hongji is very kind, the same story.
But a little different. There is one we know about the traditional story, like old story, and then it's involved in history, culture, and the life of the time, you know. And then, for example, 500 years ago, people didn't drive a car. People used the carts and horse, and then, you know, and then the transportation also different, and then their idea about the life is also different. But the same, you know, always the same is clothes, food, work, and relation, family, and some, and then the all the same now. The old time and now and all same. So okay, it's my time. I'll talk the two brothers story in Korean. So you listen. Okay. 나는 한국의 재미있는 이야기 중에서 두 형제에 관한 이야기를 할 겁니다. 이야기는 아주 한국에서 유명한데 두 형제의 이름은 형은 놀부, 동생은 흥부입니다. 놀부와 흥부는 성장해서 어른이 돼서 놀부는 부자가 됐고 흥부는 가난하게 살았습니다. 아마도 놀부가 혼자 유산을 다 가진 것 같습니다. 놀부는 큰 집에서 살았고, 흥부는 작은 집에서 살았습니다. 냐롱, 냐뇨. 놀부는 두 명의 아이가 있었고, 흥부는 12명의 아이가 있었어요. 그래서 흥부는 항상 배가 고팠습니다. 음식이 없어서. 배가 고파요. hungry, 땡볕, 라지. Hungry, hungry. Hungry à, vội vàng. Bồi vàng. Rồi, hưng bu bồi vàng. Gia đình hưng bu bồi vàng. Hungry, hungry. Hungry. Đói bụng à, đói bụng. Hurry, hurry, vội vàng. Bồi, hungry, not hurry. Hungry, đói bụng. Đói bụng. Đi cô ba dù.배고파요, đói bụng. Đói Gia bụng. đình hưng bu. Tớ vùng hàng này thì gia đình của con trai là mồ môi hai con trai nên hưng bu는 놀부 집으로 가서 식량 쌀을 얻으러 갔어요. 놀부 집에는 놀부 아내가 와이프 탱글라지 Quay là vợ. Quay. Wife. Vợ, vợ, người vợ. Vợ nội bộ, vợ qua nội bộ, vợ qua nội bộ đang nào tôi nội bộ với anh ấy cả bố anh ấy cả cho nhau cứ học của sở chuẩn bị học của sở nội bộ cả không bộ cả bà đấy sở bố của hiếu su là how can Vietnam is called brother's wife? Brother wife là Chị gì ok. Chị gì ơi, emo chị ơi, chị ơi, giúp ăn thức ăn, cao cao chị ơi cao, sao trông chú xeo, trông su. 딸좀 주세요. 흥부가 말했어요. 놀부 아내가 말했어요. 쌀 없어. 헝고 가오. 쌀 없어. 산 헝고 가오. 없어. 쌀 없어. 흥부는 놀아가려고 하다가 음식이라도 얻어가고 싶었어요. 그래서 흥부는 또 말했어요. 그럼 밥이라도 주세요.
Tập Oh, chị chưa chưa bên nào chưa CEO. không 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 hấp chưa hấp là cung cung Cơm. cơm tam cơm sông cơm cơm hấp chưa sale 놀부 안에는 밥을 하고 있다 밥을 푸다가 또 you know 주걱 뭐예요 주걱 스푼 스푼 빅 스푼 À, sấp스푼 là tiếng Việt bươn. là gì Canh. lá cần luôn Là and canh. then the giới cái gì đó Ồ. chick Để đánh. cái đan cái đan đan hung bộ nên the đan chick Chích là má. má chân má cao ăn cùng cùng chân má cùng and hung bộ ăn cùng nên đi Hưng Bu는 집으로 돌아갔어요. 그 집으로 돌아갔을 때 Hưng Bu는 작은 새가 제비 새끼 새끼라뇨 찜요 그 제비 새끼가 떨어져서 다리가 다쳤어요. Hurt leg, 팽배 hurt leg, hurt leg, Hết là đau. đau. Đau chân. Đa리가 다쳐서 흥부가 다리를 치료해 줬어요. 치료하다. Cure. 흥부 cured leg of bird. Để Cure. bẻ gãy cái chân con chim. One more Bẻ gãy chân chim. time. Bye guy chim. Okay. Bye guy chim. Nên the gym 새가 커서 날아갔어요. Bye then 외항으로 갔어요. 남쪽 나라. 내는 Teacher, this story yesterday you have been tell me. yes in English. Now in Korean. Okay. So I'm 날아가서 and 나중에 다음에 sau đó next year think that Next year, năm sau. năm sau một chín came back deep end Quay trở về. quay trở về quay trở về nên cố mối mối Môi mối đỏ. mối đồ seed what is it seed Suy tư. Seed of pumpkin, you know, seed. Chị tự Chia. Seed. Plant seed. When we eat fruit, there are seed. Nó nhả ra Nhã ra. Okay, so, cô nhã ra một ngã cái hộp Nên, hưng bu는 씨앗을 밭에 심었어요. 심어서 씨앗이 싹이 나고 호박이 자라서 호박이 크게 자랐어요. 흥부는 가을에 호박을 추수를 해서 잘랐어요. 호박 안에는 금라 방 Cơm라 là vàng, silver what 뭐 silver là bạc băng và bạc bạc. new băng và bạc Mạnh đến đi. hưng bu rich Richie. so think that rich Rất giàu, trở lực nên chào giàu. lực chào hưng bú gõ lực chào nên nol nol bu hưng bu는 부자가 됐어요 놀부는 hưng부가 부자가 된 것이 배가 아파서 놀부는 그해에 제비 다리를 부러뜨렸어요 Người nông dân đó trở nên giàu. nol bu broke the chân chim and sau đó and then 치료해 줬어요
Chúa, Chúa. Để trị liệu Đây trị này, liệu Chúa. Nên chế bị chế bị가 날아갔다가 다시 와서 똑같이 씨를 주고 넓은 곳도 심어서 큰 박을 다음에 얻었어요. 잘랐는데 그 몬스터가 도깨비가 나왔어요. 도깨비 몬스터. 몬스터 Yeah. came lucky. Là quỷ. Lucky came out from the pumpkin. Monster là con quỷ. Monster con kỳ. Came out in the pumpkin. Xuất hiện. Xuất hiện. Xuất hiện pumpkin. Trong trái trái bí. Maybe. Okay. Then they 그들은 그 괴물들은 도깨비들은 놀부의 재산을 다 빼앗았어요. Took the possession of 놀부. Took away and gone away. 놀부는 빈털터리가 됐어요. 빈털터리 알아요? 빈털터리? 헝거티엔. 네. 돈 없어. 헝거티엔. 빈털터리. 헝거냐? 집도 없고. 야. 그럼 뭐 어떻게 됐어요? 놀부는. 놀부는 가난해졌어요. 가난하다? 어. poverty. poor. Bua become bua. Nè. Cannot become rich like his brother. Yeah, then how can I say the notebook become poor? Think that. Trở nên nghèo. Tan nang you. Trở nên nghèo. Canan te Edita. te chi ta. Tan nang you. Tan nang means kanan. Khả năng là t trở nên become Become there. Yeah. Ta nan nan become trở nên new là poor nghèo là Tony nhiều nhiều khả năng nhiều nolbu đa năng nhiều Obsidio. nè nè nolbu는 가난했었어요. 그리고 이제 이야기 좀 있는데 거기까지 할게요. Song. Okay. When you tell the story, so I can get the resource of the story because I also have been here this story before. Okay, the brothers, sorry. I reading book children book. Yeah, I know, children book. Similar story in Similar, similar. Vietnam. Okay, so Because maybe we have been learned at elementary school. elementary school, yeah, and So, tiếng Việt là chung. Trung trường trung tiểu học. trung trung học trung trung học trung trung học ok. When I childhood, I don't have many games board or to entertainment. So we Entertainment usually read reading books the children book yeah and tốt cuốn sách. manga. Nè, cartoon, manga. Cartoon manga, and so Tiếng I Việt still manga, remember now. tiếng Việt manga là gì? Là truyện tranh. Chiến tranh. Okay. Now, you're talking about Story your story in Korean. in Korean. In Korean. Yeah. Wow. You try, just try, yeah. I Okay. help you when you say you don't know, and then even say we communicate. Okay, I Maybe will. just only nine minutes. So and then when we are talking, finish it, and tomorrow we keep doing. Okay, tomorrow we keep talking when the finish it. Yeah. Okay then.
One upon a time. No, no, Năm. no, no. 옛날에, 옛날에, 옛날에. 연난 연첫 네. 예, 옛날에 저기, 옛날에. 연난 연첫 네. 도사람 살았어요. 소년 까지 살았어요. 살았어요. 이름 뭐예요? 텐라지, 텐라지. 한 소년. 사람은 땀 라고 땀이고, 했어요. 오케이. 또 하나 한 하나. 사람 한 사람은 감 라고 감? 했어요. 오케이, 오케이. 땀 and 감. 땀 봐. 땀. 땀과 감이 살았어요. Tam is a stepdaughter, not a real daughter. How say in English? You can say and then stepmother is okay. You don't have to say stepdaughter. Just stepmother is a gemo, stepfather is a gebu. But stepdaughter, stepson, we don't say like that. Just because stepmother means daughter, but not real mother. The when the married again, remarried. And then that is a stepmother. That is a stepfather. So just you don't have to say stepdaughter, stepson. Just 땀은 계모 stepmother가 있었어요. Or and then 검은 계부 stepfather 있었어요. 이렇게 you can say it right. Stepmother 탱탱한라 계모 계모 How about thing bad, stepmother? là mẹ kế Mẹ kế, the same. ừ mẹ kế Mẹ is a mother. ừ Kế is a step. ừ So mẹ kế là kế mô and same. But à kế and thing bad is a different order of Korean. For mù example, Hangang is Songhan. À, hàng càng xong hàng. Yes, so and then mẹ kế, bố kế, right? So Nè. and kế bù, Kê mô, kê mô, kê phụ mô. mẫu. And then the bố mẹ thiên an phụ mẫu. Mô, bù mô. So you understand about kế mẫu, kế bù, right? So mẹ kế, bố kế, we say almost similar because the word from the Chinese character, Anja, Juhan, Juhan. Okay, Nè. so keep talking. So mình tắm một tuần chip ăn Ý heya đẹp he cô ấy sao rồi. Ý Hajiman cắm Tao anh em. an Bulgin heo ít anh em. cái sau emo Kemo, kemo는 kemo. cảm sarang hết sao dù Cảm ơn chính tay. chọn Real daughter. man Real daughter tiếng Việt là gì? sarang Chính là tớ công ruột con cái con núi con núi ok Con ruột is real of daughter. ok dạ nên And oh nư năn ở nơi nào là tôi kỵ hoàng cha bạch ti mạnh mạnh tư mạnh tư했어요. 해체했어요. sao dù아마도 왕자. 응, 왕자, 왕자. 왕자. 또
Hoàng thế gia, hoàng gia, xem nó Oliver, hoàng gia, ok, hoàng gia gặp phát thiên màn rồi. Ok. Hoàng gia nên một một tuần một tuần do cha ek cho tê hết sao dù Bao đề do in từ rồi cho tê sao yo do cha là nhu phụ nữ là do cha nam cha do in xem ok do cha cho tê sao ok Cho nho tin, cho nho tin ek ok cho tê hết sao dù. Cám cám xì tô ca cô si bao dù Hachiman kemo Một cái ghê sợ một ca ghê hết sợ cô si bao dù. à anh bố này cho sợ một cái ghê ok đúng rồi Kemo nun tham ek aru taun tu resi tu Out, 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 tiếp. Aram down, out, out, out. Aru taun teresu run mantrao chuko chanchi kansu ikke towachu osoyo. Okay. Sau step mother they made some problem for tắm. So kemo nun tắm mê kê mun chê hê chú xê yô. Okay, bạn đã rất sao. Môn chê mạnh tớ rớt sao yô. Cái này sao tắm si ca cô nên có an quan hay yô. 아니 못 갔, 가고 싶지만 못 갔어요. 못 갔어요. 못 갔어요. 무슨 문제 있어요? 뭐 무슨 문제? 아, 문제라지. She mix rice, corn, bean, many things together in the box. Basket and the basket. Okay. Then And divided she want tắm book up right right to right con to con book 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 Okay, out I understand and then Coruda. Taro collider. Con la oxusu. Con tiếng bé là gì? Con. cơm Con, con. con là bắp ốc su su. Con and lights, cow. Gạo Style, style. bình